mọi người ơi. Tao đứng cái đó kìa, mấy thi vậy ngồi với coi. Giả thằng mặt nha, có ai chụp hình tôi không? Ủa vậy là nguyên một tá là có một bà thôi hả? Bà này má em. Vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê. Dương Nhân, em đang thở dài không thấy em hê? Dạ, ngày hôm nay thì em được mời chơi lại Nhanh Như Chớp lần thứ 3 với một cái diễn viên trẻ như em á, thì em rất là vui và rất là vinh dự, bởi vì là biên tập chương trình và MC còn nhớ tới em đó. Nhưng mà quý vị biết không, em chơi Nhanh Như Chớp người lớn mà cứ như là Nhanh Như Chớp nhí vậy đó quý vị. Dạ, kết quả hả? Đã 3 lần rồi mà, không lẽ lần này thua? Không lẽ lần này thua? Thưa quý vị, như vậy là đội của Đôn Nguyễn không vượt qua được. Đội của Lê Dương Bảo Lâm sẽ ra về với một phần quà nho nhỏ trị giá 9 triệu đồng. Cây đinh của đội em. Cây đinh của đội là em. Tại vì sao? Tại vì màu đen, còn hai ống màu trắng. Dạ. Ngày hôm nay sẽ là một trận rất là căng thẳng, kịch liệt. Không, nhưng mà ngày hôm nay mặc dù là đội mình không biết cái thành tích tới đâu, không? Còn giấu với khán giả lại là không biết thành tích tới đâu, nhưng mà tụi tôi rất là vui, rất là happy trong trận này. Tại vì Khoa thì Khoa rất là thích đấu với mấy người quán quân. Nên một hai là Khoa phải đấu với anh Lâm mới được. Nói chứ tại vì thật sự là Khoa với anh Lâm ở ngoài là hai anh em thân, thì nên là anh Lâm thì Khoa dễ giỡn đồ hớt đồ hơn. Lâm à, chúc em may mắn nha. Đó, chơi với em á, anh rất là bị áp lực, bởi vì em giao nghiệp rất là nhiều. Em cũng xin chúc anh Lâm là thật sự thì mình livestream mà mình bán hàng thường đó, nên mình được ít bị hack Facebook lại. Ít nhưng mà vẫn bị. Hôm qua thắng hoài đâu em. Em đừng có nhìn tụi anh với cặp mắt khinh bỉ ấy. Là sẽ vùng lên. Lần này mọi người thua đó. Mọi người thua. Anh làm vậy người ta biết đó. Mọi người nhớ đón xem nha. Số Nhanh Như Chớp của Võ Đăng Khoa, Đôn Nguyễn và Đại Nhân. Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê. Vua mà. Tập vô cho nó khỏi đi. Vô, bye bye. Tập vô. Ok, cảm ơn mọi người. Tiếc quá. Mấy này kẻ rất là nhiều nhưng mà tầng trùng nhiều lắm. Trời ơi, tiếc quá nhiều, xui luôn. Thôi thì mình tới đây vui là chính đúng không anh Lâm? Nhưng mà có một cái cơ hội đi vô vòng trong để chiến đấu. Vòng xong mì làm lại. Hy vọng là quán quân nữa. Yeah. Nghe cái số 18 đó cũng tiếc đi đó. 18 tiếc ha. Hai cái nữa thôi là. Ông trời ông thương mình. Lên trời, trời cao không có thấu.